website tăng tương tác dịch vụ mạng xã hội Facebook, TikTok, Instagram giá rẻ, 1.000 lượt theo dõi giá 10.000 đồng, 1.000 lượt thích giá 9.000 và nhiều dịch vụ khác. Truy cập ngay website like5sao.com. Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói. Rồi. Để bên anh, em đánh đổi tất cả bình yên. Nhập thù. Duyên ấy khóa tim em không yêu một người thứ hai.
cho anh ấm áp không? Thật lòng em tiếc nuối khi em bên anh chẳng được bấy lâu. Lời yêu thương lúc ấy em trao cho anh nào được mấy câu. Người ở nơi xa đó nhớ là ngày xưa hay đến bây giờ. Từng năm tháng bên anh em luôn giữ mãi trong. Thời gian cứ âm thầm trôi, tình yêu của anh vẫn như vậy. Chỉ cần thấy em cười vui, trong anh không cảm thấy đủ rồi. Anh sẽ chung người em đã mơ yêu trong đời bên em. Đường đời có những lúc sóng gió và buồn đau, thì em hãy nhớ đến anh vẫn ở đằng sau. Vẫn là người luôn dõi theo em, âm thầm lo lắng những bước chân của em. Ở nơi đó anh sẽ luôn chúc cho em bình yên. Ở nơi đó em sẽ mãi không còn buồn phiền. Anh nơi này sẽ vẫn yêu em trọn đời bên em.
Cảm ơn em rất nhiều, và anh thấy được trong vòng tròn này hầu như là rất là nhiều người thuộc ca khúc này, và hầu như là điệp khúc cất lên là chạm đến trái tim của rất là nhiều người. Và công nhận là lâu lắm rồi thì mới gặp lại Nhi, và vẫn xinh đẹp và vẫn hát hay như vậy. Rồi anh chúc cho Nhi và gia đình lúc nào có thật là nhiều sức khỏe, và mọi người thêm một tràng pháo tay để cảm ơn em Nhi đã dành tặng cho mọi người một ca khúc tuyệt vời. Chúc một đêm thật là vui và chúc mọi người sức khỏe nha. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you em. Khi truyền nhân của anh Hảo cover ca khúc khó cover nhất Việt Nam trên nền nhạc remix sẽ đỉnh cỡ nào? Trái tim một nhà tôi, trái tim xưa đây chia tay.